Xin chào các bạn, hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bạn cái bài tập số 5. Thì bài tập số 5 thì chúng ta sẽ dùng một cái số lạ như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ dùng một số lạ đã học, tiếp theo là dùng lạ elip và chia một đoạn và xác định cái boy style, cái boy. Hôm nay sẽ cùng một số cái lạ isbelai và mesur. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào để thực hiện. Thứ nhất, đối với cái hình A thì các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên, các bạn sẽ vẽ một cái hình elip mà có cái đường kính của cái trục thứ nhất là 200 và bán kính của cái trục thứ hai là 80. Bắt đầu chúng ta làm vẽ. Chúng ta cũng bật tính năng vẽ elip lên. Đường kính là 200. Sau đó chúng ta xác định nửa bán kính là 80. Như vậy là vừa vẽ xong cái đường kính. Tiếp theo, từ cái vị trí này chúng ta vẽ ra một đoạn có chiều dài là 35. Chúng ta vẽ một cái đoạn thẳng từ vị trí này ra 35. Sau đó các bạn vẽ một cái đường tròn có R là 15. Tiếp theo các bạn nối một đoạn tiếp theo từ vị trí này ra là 30 và vẽ tiếp một cái đường tròn có R là 15. Sau đó các bạn dùng chức năng bắt điểm, các bạn nối hai này lại. Và dùng chức năng trim để chúng ta xóa các cái vị trí. Như vậy là cái phần này chúng ta đã vẽ xong. Tiếp theo, từ cái vị trí ở đây chúng ta vẽ một cái đường thẳng có chiều dài là 60 để chúng ta xác định được tâm của cái đường tròn có R là 40. Các bạn cũng từ cái vị trí 60, sau đó chúng ta vẽ tâm một cái đường tròn có đường kính bán kính là 40. Tiếp theo, nhìn vào hình, chúng ta sẽ vẽ cái đa giác có 6 cạnh và nó sẽ ngoại tiếp cái đường tròn có R là 26. 6 cạnh, tâm là trùng với vị trí này và ngoại tiếp 26. Thì khi vẽ nó chưa có giống hình thì các bạn sẽ dùng chức năng xoay RO. Các bạn chọn cái đối tượng, Enter. Sau đó cái chọn tâm, các bạn xoay. Như vậy là cái hình này đã xong. Các bạn có dùng tính năng đo để các bạn kiểm tra lại cái kích thước. R này là 40, cái khoảng cách này là 60, cái khoảng cách của cái đoạn này là 35. Tiếp theo, đoạn này là 30. Như vậy là chúng ta được vừa vẽ xong cái hình A. Tiếp theo, chúng ta sẽ qua cái hình B. Thì để vẽ hình B thì đầu tiên
các bạn sẽ vẽ một cái đoạn thẳng có chiều dài là 60. Phóng to lên cho các bạn dễ nhìn. Và cái đoạn 60 này nó sẽ chia ra, các bạn thấy là 1, 2, 3 được 6 đoạn, vì mỗi đoạn là 10. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái tính năng để chia, là dùng là DIV, chọn đối tượng cần chia, và cái số phân đoạn cần chia là 6. Các bạn mà muốn cho những cái đường chia này nó nổi to lên thì các bạn vô format, các bạn bold style. Ở đây thì các bạn có thể chọn cái kiểu nào phù hợp và chọn cái kích cỡ. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ một cái đoạn có chiều dài lên đây là 30, do cái khoảng đây là 60 thì đây là phần nửa, nó là 30. Dùng line chúng ta vẽ một đoạn có là 30. Thì hôm nay giống như chúng ta sẽ tổng hợp lại một số cái lệnh đã học. Bây giờ khi đã có một cái đoạn này, chúng ta muốn nhân đôi các này lên thì các bạn sẽ dùng cái lệnh offset, các bạn đánh chữ O và các bạn nhập cái khoảng cách cần nhân lên là 10. Các bạn chọn đối tượng và các bạn nhân lên. Cứ tương tự chọn đối tượng nhân. Nó cũng rất là nhanh luôn. Tiếp theo, khi có rồi chúng ta sẽ vẽ cái cung để qua các điểm. Các bạn dùng raw thì các bạn dùng cycle arc nè, các bạn sẽ điểm đầu, điểm cuối và bán kính. Điểm đầu, điểm cuối, bán kính. Các bạn muốn lặp lại thao tác thì các bạn điểm đầu, điểm cuối và bán kính. Mình lặp lại từng thao tác cho các bạn thấy nên các bạn nhớ luôn. Rồi, như vậy là các bạn đã có được cái phần trên của một cái hình. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái lệnh lật để chúng ta lật cái đoạn này nó xuống phía dưới. Thì cái lệnh lật là MI, sau đó các bạn chọn các đối tượng cần lật, Enter, lật qua cái trục, Enter. Như vậy là chúng ta đã có cái hình. Bây giờ các bạn sẽ lật để cho nó giống cái đề. Thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn cũng dùng lệnh MI, các bạn cũng quét khối các đối tượng cần lật, Enter. Sau đó các bạn chọn, đó, các bạn rê chuột, các bạn thấy. Sau đó Enter. Như vậy là giờ tiếp theo chúng ta sẽ dùng lệnh trim để chúng ta cắt thừa những cái vị trí thừa, nghĩa là có một, chúng ta cắt cho giống cái hình là xong. TR hai cái. Ở đây là khuyết, ở đây là khuyết ngang. Rồi, phía trên đây chúng ta cũng cắt tương tự như vậy. Và một cái khoảng cuối cùng. Nếu mà cái đoạn nào các bạn mà không có xóa được, không có cắt được thì chúng ta có thể xóa vào. Chọn nó các bạn xóa. Rồi, ở đây tương tự như vậy, các bạn cứ chọn và các bạn xóa.
Xong, như vậy là chúng ta đã đạt được cái hình theo cái yêu cầu của cái đề. Thì bắt các bạn cũng có thể bật tính năng đo lên, các bạn sẽ đo hai cái chiều dài mà chúng ta quan tâm, đó chiều dài này có khoảng cách là 60 và một cái chiều dài ngang cũng là 60. Như vậy là cái bài câu B chúng ta đã hoàn thiện. Tiếp theo sẽ qua cái câu C. Thì để làm câu C này, trước hết các bạn cùng vẽ một cái hình vuông có chiều dài 120, ngang 120, cao lên 120. Các bạn làm như sau. Bật tính năng lên. 120, 120. Rồi các bạn cũng di chuyển xuống cho nó khuôn. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ bốn cái đường tròn có R là 7.5, hai đường tròn có R 7.5. Thực ra này là và hai đỉnh trên là 2R 1.5. Bật tính năng R. Tiếp xúc hai đối tượng. Chúng ta sẽ vẽ hai cái đường tròn tiếp xúc hai đối tượng và có bán kính là 7.5. Một đối tượng, hai đối tượng, 7.5. Muốn lặp lại thao tác thì các bạn chỉ cần enter nút chuột phải nè, qua hai đối tượng và có bán kính là 7.5. Tiếp theo, các bạn sẽ vẽ cái đường tròn tiếp xúc, đường tròn lớn nè, tiếp xúc vào bốn cạnh. Thì chúng ta chỉ cần ba cạnh là nó đã đạt rồi. Tiếp xúc ba đối tượng. 1 2 3. Tiếp theo, để cho dễ thì các bạn sẽ vẽ cái đường tròn này nè. Đó, đường tròn đi qua hai điểm từ tâm của đường tròn lớn và xuống chạm với cái cạnh. Đường tròn đi qua hai điểm. Bắt từ tâm đi xuống. Tâm chạm này. Tiếp theo, các bạn cũng từ tâm cái đường tròn vừa vẽ, các bạn vẽ hai cái đường tròn nhỏ. Enter, lặp lại thao tác đi qua hai điểm. Chọn thao tác. Enter qua hai điểm. Tiếp theo, các bạn sẽ vẽ một cái đường tròn này nè. Thì cái đường tròn này nè có tâm là trùng với tâm với đường tròn này. Thì các bạn đứng đây, các bạn sẽ vẽ đường tròn đồng tâm này và kéo xuống. Tương tự như vậy, chúng ta vẽ hai cái đường tròn nhỏ. Enter, tròn qua hai điểm. Enter, nút chuột phải đi qua hai điểm. Và chúng ta vẽ một cái hai cái đường tròn dưới đây, nó tiếp xúc với ba đối tượng. 1 2 3. Cũng lặp lại thao tác, tiếp xúc với ba đối tượng. Thì chúng ta cũng dùng tính năng đo để chúng ta kiểm tra lại. 120. Bán kính là 7.5. Do nãy chúng ta không có làm tròn, chúng ta làm tròn, nên các bạn muốn cho chính xác thì chúng ta phải chỉnh lại. Thì đây nó cuối cùng, để vẽ cái hình D này, trước hết các bạn cũng vẽ một cái đoạn thẳng có chiều dài là 60. Thấy cái đoạn này là bán kính, thì cái chiều này nó là 120. Các bạn cứ vẽ một cái đoạn thẳng
có chiều dài là 120. Sau đó chúng ta sẽ chia nó làm 8 khoảng bằng nhau. Để chia thì các bạn sử dụng cái lãnh DIV, chọn đối tượng cần chia và chia làm 8. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái đường tròn đi qua hai cạnh, hai đỉnh mà. Rồi chúng ta sẽ cùng làm. Chọn cái đường tròn đi qua hai điểm. Cứ tương tự như vậy. Cứ enter, các bạn click phải chọn cái kiểu mình vẽ đường tròn. Cứ enter rồi click phải chọn. Enter, click phải chọn vẽ qua hai điểm. Enter, click phải chọn vẽ hai điểm. Enter, click phải, cứ tương tự như vậy. Thì đến đây thì các bạn sẽ làm hai bước. Một bước là chúng ta sẽ cắt bỏ cái phân nửa dưới đây, thì dùng lệnh TR và Enter hai lần, các bạn sẽ xóa. Bước thứ hai thì các bạn lại lật cái phần này nè, phiến xuống phía dưới bằng lệnh MI. Chọn đối tượng cần lật. Enter, các bạn lật qua đây. Enter. Bây giờ chúng ta sẽ lật ngược lại một cái nữa là xong. Các bạn chọn MI. Các bạn chọn hết cái đó phần dưới, Enter, và các bạn lật qua cái trục này. Và trong trường hợp này các bạn sẽ chọn Yes để xóa cái góc. Thì chúng ta cũng kiểm tra bằng đo R này là 60. Như vậy là chúng ta vừa